Hello, xin chào các anh chị nhà đầu tư ạ. Chào mừng các nhà anh chị đầu tư quay trở lại với những clip nhận định thị trường sau phiên giao dịch của tuần Tú nhé. Hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2024 ạ. Vâng, trước tiên thì xin các anh chị ủng hộ cho tuần Tú những lượt like, những comment hình trái tim và subscribe kênh để video clip này được lan truyền đến nhiều các anh chị nhà đầu tư hơn nữa các anh chị nhé. Với những anh chị nào mà chưa có người đồng hành, người hợp tác cần hỗ trợ 11 thì có thể liên hệ với Tuấn Tú qua số điện thoại 0983218882 anh chị nhé, và có thể tham gia room cộng đồng tư vấn miễn phí của Tuấn Tú. Anh chị có thể quét mã QR ở trên màn hình các anh chị nhé. Vâng, và chương trình ngày hôm nay thì Tuấn Tú trước khi nhận định về cổ phiếu và những nhận diện những cái cổ phiếu siêu gọi là siêu cổ phiếu lộ diện theo như tiêu đề ngày hôm nay tuần tú đã đặt, thì thị trường đang trong một cái giai đoạn gọi là đi cân bằng trở lại tích lũy và đã phân hóa, có cái sự phân hóa rất lớn và đã xuất hiện những cái một số mã cổ phiếu rất là tiềm năng và có thể mang đến những cái siêu lợi nhuận trong cái nhịp uptrend sắp tới các anh chị nhé. Vậy những cái mã cổ phiếu mà có thể gọi là siêu siêu cổ phiếu trong nhịp sắp tới đó là mã nào, thì anh chị sẽ cùng xem cái video clip nhận định về thị trường và cổ phiếu ngày hôm nay của Tuấn Tú các anh chị nhé. Và cảm ơn các anh chị đã ủng hộ. Trước tiên thì Tuấn Tú điểm qua lại những cái diễn biến đáng chú ý trong phiên ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thì thị trường đã đóng phiên ở 1.282 điểm và đã tăng hơn 2,5 điểm. Như vậy chỉ là tăng nhẹ thôi ạ. Nhưng mà ngày hôm nay cũng là một cái phiên phải nói là có một cái sự rung lắc, rung lắc ở trong cái vùng hỗ trợ, trên cái vùng hỗ trợ 1278 các anh chị nhé. Thì hôm nay thì đã có 189 mã xanh, chiều giảm thì có 240 mã ra chiều giảm, nhiều hơn một chút. Nhưng mà tham chiếu thì có 72 mã, nhưng có nhiều mã giảm hơn, nhưng mà dòng tiền mua vào, anh chị thấy ở bên này thì dòng dòng tiền mua vào thì lại nhiều hơn, cái dòng tiền tham gia vào mua thì lại nhiều hơn và dòng tiền bán ra thì ít hơn anh chị nhé. Ở cái tác động đến chỉ số của thị trường thì ở chiều tăng thì có VPB, FPT, TCB, PGV, GVR, HVN, Vinamilk, BCM. Ở chiều giảm thì có BID, VCB, CTG, VRE, Novaland, GEX, SSI và gas. Như vậy anh chị thấy rằng là ở hai chiều thì đều có cái sự phân hóa, tức là có những cái mã dòng banh kéo lên như VPB, TCB thì kéo lên. Trong khi đó cũng là dòng banh nhưng lại phân hóa, là có những cái mã cổ phiếu thì lại kém hơn, lại bị chỉnh xuống. Đặc biệt là BID giảm rất nhiều và VCB và CTG, bộ ba cổ phiếu là kéo chỉ số giảm anh chị nhé. Rồi, chúng ta quay lại những cái cổ phiếu mà hôm nay khá nổi bật trong ngày hôm nay. Thì đặc biệt là ngày hôm nay có những cái mã cổ phiếu rất là nổi bật khi kéo cái chỉ số thị trường lên, và nó là một cái mã mà cho thấy rằng là khả năng trong nhịp tới này thì mã cổ phiếu VPB sẽ là mã cổ phiếu mà dẫn dắt để giữ chỉ số thị trường anh chị nhé. Thì VPB hôm nay đã tăng hơn 3,7%, phải nói là có một cái sự tăng rất tốt, và VPB đang cho thấy rằng là đang có rất có triển vọng trong cái nhịp sắp tới kéo chỉ số thị trường. Cùng với đó là một số mã như TPB hay LPB, thì những cái mã cổ phiếu này sẽ cùng nhau, hy vọng rằng là sắp tới sẽ cùng nhau kéo chỉ số thị trường lên anh chị nhé. Ngoài ra có TCB thì hôm nay tiếp tục tăng 2,7%. Đấy là dòng banh. Còn còn bên bất động sản thì TCH vẫn là mã cổ phiếu cho thấy sức khỏe rất là mạnh và tiếp tục đà tăng tiếp lên, và hôm nay đã tăng trần 6,8% anh chị nhé. TCH phải nói là đầu ngành lúc này đang là khỏe nhất của bất động sản. Ngoài ra thì có Nam Từ Liêm hay là Nam Long,
Nhưng hiện tại thì ngành bất động sản hiện tại cũng phân hóa một cách rất là rõ ràng. Khi phân chia ra có những mã cổ phiếu ở kênh trên, còn lại những cái mã cổ phiếu như DIG hay là Shell hay đất xanh thì đều đang yếu anh chị nhé. Đấy, nên là có cái sự phân hóa rất là rõ ràng ở đây, cả ngành bất động sản và banh đều đang phân hóa rất là lớn. HPG thì hôm nay tham chiếu, VIX lại giảm. Chứng khoán thì cũng có hôm nay cũng nhiều mã cổ phiếu quay đầu giảm nhẹ. STB giảm. HSG thì đang chững lại rồi. Đang đi rung lắc một chút. HSG thì vẫn là một mã cổ phiếu khỏe nhưng ngày hôm nay đứng ở tham chiếu ở 25.2 anh chị nhá. GETS thì vẫn chưa thể vượt được vùng giá 24. Vì vậy khả năng như hôm trước em đã cũng đã phân tích từ hôm trước ấy, từ video clip hôm trước GETS thì không thể chưa khi mà nhiều lần mà chưa vượt được cái vùng giá 24 rất có khả năng GETS sẽ quay đầu giảm lại về vùng hỗ trợ ở sâu hơn thì lúc đó các anh chị sẽ có cơ hội để mua đầu tư vào mã cổ phiếu GETS anh chị nhé. HAG giảm 1,9%. SHB thì tham chiếu. SHB thì có vẻ như là vẫn hơi nặng mông. Ngày hôm nay thì dòng tiền nước ngoài lại tiếp tục bán ra các anh chị nhé. Có những thời điểm dòng nước ngoài bán rất mạnh, bán hơn 1.000 tỷ, 1.100 tỷ và cuối phiên thì còn bán ra giảm còn 990 tỷ anh chị nhé. Ở thị trường em xem view qua một chút về thị trường thế giới. Thị trường thế giới thì vẫn đang đi gọi là đi lình xình tích lũy đi ngang thôi. Thị trường Mỹ thì vẫn đang xanh nhẹ. Châu Á thì xanh đỏ đan xen. Hàn Quốc thì xanh nhẹ, Trung Quốc thì lại giảm nhẹ. Thị trường châu Âu thì lại khá là đồng pha khi đều có sự tăng nhẹ các anh chị nhé. Thật ra thì châu Âu hiện tại thì thị trường châu Âu đang có những cái tích cực rất là rõ ràng. Châu Âu là đã có những cái tín hiệu như hạ lãi suất rồi, cho nên là cái việc các thị trường châu Âu như Đức rồi Canada, Anh thì đều xanh là cũng dễ hiểu. Hôm nay thì cũng có một mã nữa rất là đặc biệt đó là DGC. DGC sau khi nhịp chỉnh thì cũng đã bật trở lại tăng mạnh và tiếp tục đà tăng thì hôm nay tăng 1,4%. Rồi. Bây giờ phần thứ hai thì chúng ta quay trở lại với phân tích nhận định về kỹ thuật anh chị nhé. Vâng, anh chị xem video clip của Tuấn Tú có ủng hộ cho em những lượt like, những comment, những trái tim và subscribe kênh anh chị nhé. Với những anh chị nào chưa có người đồng hành cần hỗ trợ tư vấn thì có thể liên hệ với em với số qua số điện thoại ở trên màn hình các anh chị nhé. Vâng, thì sau một cái pha gọi là nhịp đạp mạnh rũ bỏ thì thị trường lúc này đang ở cái vùng đi có cái vùng hỗ trợ ở 1278 các anh chị nhé. Thì hiện tại cũng đã có 4 phiên thị trường đã rung lắc và chạm cái vùng hỗ trợ 1278 và vùng 1278 này cho thấy là vẫn đang đỡ được thị trường và thị trường đang dần dần đang lấy lại cái vùng cân bằng. Nó gọi là lấy lại vùng cân bằng trong cái biên từ 1278. Nếu mà biên rộng hơn tính cả ở những cái phiên gọi là bị đạp sâu thì là từ 1270 cho lên đến 1289 các anh chị nhé. Nhưng ở trong cái vùng này thì cái vùng hỗ trợ 1278 nó là cái vùng hỗ trợ đang rất là cho thấy rằng đang rất là cứng khi đã đỡ được thị trường nhiều lần đạp xuống xong đó lại rút chân lên. Và với ngày hôm qua thì nó là một cái cây nến rút chân dài khi mà bị đạp xuống mạnh. Còn ngày hôm nay thì lại tích cực hơn khi được kéo lên từ ngay từ những cái phiên sáng khi tăng tăng điểm xanh từ những phiên sáng sau đó lại đạp xuống vào buổi trưa và đầu 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 giờ chiều. Đạp xuống đầu giờ chiều rồi lại rút chân lên và hôm nay là một cái phiên hôm nay là một cái cây nến gọi là doji thể hiện sự giằng co và đang dao động ở quanh vùng này các anh chị nhé. Như vậy là với những cái thị trường thì ở vùng này anh chị có thể vẫn là yên tâm thị trường chưa có thể mà giảm sâu được anh chị nhé.
nó đang có sự rung lắc và giằng co thôi. Trong khung ngắn hạn thì thị trường vẫn có cơ hội để tăng lên cái vùng biên ở trên, đó là cái vùng 1288, 1289 các anh chị nhé. Thì với những cái vùng dao động biên như thế này thì anh chị cũng không có gì phải vội vàng mua, không cần phải đua mua xanh, đua mua giá đuổi anh chị nhé. Mà cái ở đây anh chị cần chỉ cần tập trung vào những cái mã cổ phiếu mà đang có cho thấy những cái tín hiệu tốt, khỏe, mạnh của thị trường anh chị nhé. Và đó là chính là cái tiêu đề mà Tuấn Tú đặt cho cái thumbnail ngày hôm nay, đó là những siêu cổ phiếu bắt đầu dần dần lộ diện. Vậy ngày hôm nay Tuấn Tú xin cũng tư vấn cho anh chị view một số những cái mã cổ phiếu rất tiềm năng mà vẫn có thể rất có thể nó là một cái siêu cổ phiếu trong cái nhịp sắp tới các anh chị nhé. Đầu tiên phải nói là cái phiên ngày hôm nay đó là cái phiên của mã cổ phiếu như VPB, dòng ngân hàng. Đấy thì như lúc nãy thì Tuấn Tú cũng có liệt kê ấy, thì những mã cổ phiếu ngành ngân hàng hiện tại giờ là đang rất là phân hóa, và một số những cái mã cổ phiếu ở kênh trên khỏe dòng ngân hàng thì đã bắt đầu là lộ diện ra rồi. Ở nhịp vừa rồi thì dòng ngân hàng thì có ACB đúng không ạ? ACB thì khỏe, nhưng hiện tại thì ACP thì cũng bắt đầu là tăng một nhịp mạnh rồi, thì nó cũng đang cho thấy rằng là nó cần phải nghỉ ngơi đúng không ạ? Khi nó đi bắt đầu là đi tích lũy là nhiều hơn, thì ACP sau một nhịp tăng khỏe vừa rồi thì ACB cũng khó mà có thể tăng tiếp được nữa. Mặc dù bây giờ là ACB đang đi tích lũy và cũng đang giữ được cái trend tăng cũng đang rất là tốt, nhưng để về ACB mà lên được tiếp thì nó cần phải thời gian các anh chị nhé. Rồi TCB cũng vậy, những cái mã khỏe nhất của ngân hàng thì lúc này thì đang cho thấy rằng là bắt đầu là xuất hiện những cái áp lực, như TCB đang có những cái tín hiệu có những cái áp lực bị chốt lời rồi, áp lực chốt lời trong ngắn hạn rồi. Vì vậy là TCB cũng đang đi tích lũy là nhiều hơn, khi mà cái đà tăng mạnh lên cũng bắt đầu là giảm nhiệt rồi anh chị nhé. Nhưng nên là cái lúc này là lúc phân hóa mà cái mã cổ phiếu như VPB nó xuất hiện là nó là tín hiệu của những cái bắt đầu là dòng tiền bắt đầu đảo mã cổ phiếu. Thế dòng tiền sẽ chuyển từ những cái mã cổ phiếu trong ngành yếu, nó chuyển vào những cái mã cổ phiếu bắt đầu có những cái tín hiệu chuẩn bị tăng mạnh các anh chị nhé. Như vậy là trong ngành banh thôi, nó đã phân hóa và chuyển, bắt đầu dòng tiền chuyển từ mã cổ phiếu yếu sang những cổ phiếu mạnh hơn rồi. Còn những cái cổ phiếu mà mạnh quá trong thời gian vừa rồi thì lại đi tích lũy. Vì vậy là cái cổ phiếu VPB hiện nay hôm nay nó đã cho những cái tín hiệu bắt đầu vào xu hướng tăng và trend tăng mạnh các anh chị nhé. Anh chị có thể thấy là dòng tiền vào trong vài phiên trở lại đây đều đang rất là mạnh với mã cổ phiếu này, và nó đã xác nhận vượt cái vùng cản hay cái vùng target trong ngắn hạn ở giá 19.5 rồi. Và trong khung tuần thì nó đang vào một cái xác nhận vào một cái xu hướng uptrend mới các anh chị nhé. Cho nên là VPB nhịp tới sẽ là em nghĩ rằng là VPB sẽ là cái mã cổ phiếu dẫn đầu ngành tiếp theo của banh, sau khi mà ACB và TCB bắt đầu là đã cho thấy rằng đã bắt đầu là đã gọi là mệt, gọi là hơi mệt một chút và cần nghỉ ngơi, thì VPP sẽ là mã tiếp tục thay thế để dẫn đầu ngành banh kéo lên anh chị nhé. Thì với VPP thì target tiếp theo sẽ là cái vùng giá 20.4-20.5 các anh chị nhé. Thì anh chị vẫn có thể theo dõi những cái mã này khi chờ nó những cái pha rung lắc trong phiên chỉnh nhẹ, thì anh chị có thể tham gia dần với mã cổ phiếu này các anh chị nhé. Trong khung ngắn hạn, trung dài hạn thì VPB mới bắt đầu vào xu hướng trên tăng thôi. Vì vậy là mã này rất có tiềm năng sẽ là còn đi được xa anh chị nhé. Về hóa chất thì có DGC. Đấy, anh chị thấy DGC thì sau khi chỉnh nhẹ và đã hoàn thiện gọi là mô hình vai đầu vai và đã nhấp nhỉnh vượt đỉnh. Tuy rằng phiên ngày hôm nay có một phiên trần, sau đó là đang công phá vùng giá đỉnh. Thì với DGC thì sớm muộn gì cũng sẽ phá được cái vùng đỉnh 129 các anh chị nhé. Còn nếu mà DGC mà chỉnh test nhẹ lại
về vùng 126 thì là cơ hội để các anh chị mua được đối với DGC. Với mã cổ phiếu này thì nó cũng đang là khỏe và dẫn đầu với ngành hóa chất rồi. Những cái mã cổ phiếu ở kênh trên là những cái mã cổ phiếu mà anh chị có thể theo dõi và chờ những cái điểm mua để anh chị tham gia vào thôi. Vì đây là những cái mã mà hiện tại về doanh thu, về dự phóng doanh thu trong tương lai đều đang rất tốt và đều đang có những cái tín hiệu dòng tiền vào mạnh mẽ anh chị nhé. Đó là những cái mã cổ phiếu mà gần như là sẽ là dẫn dắt ngành hay là dẫn dắt về chỉ số thị trường để kéo trong kéo lên trong cái nhịp tăng mới. Còn về bất động sản thì có TCH rồi. Tất nhiên là bất động sản là TCH, nhưng với TCH hiện tại thì với những cái lực tăng tiếp tục mạnh trần như ngày hôm nay này thì là rất là khó mua. Hiện tại thì TCH cũng không còn điểm mua nữa đối với TCH. Nhưng mà ở đây thì TCH lại đang gần chạm đến cái vùng target như là 21.5 thì cũng đã bắt đầu là tiến sát rồi và nó có sẽ rung lắc ở cái vùng giá 21.5 này. Thứ hai là một cái target nữa là cái vùng giá 27. Vì vậy với những cái vùng T như là TCH ấy, thì anh chị mua cũng nên nếu như mà mua vào khi mà xác nhận vượt cái target ở vùng đỉnh như là 21.5 thì cũng chỉ nên tham gia một một phần thôi. Vì TCH đi cũng khá là xa và cũng là mạnh rồi. Mặc dù bây giờ vẫn tiếp tục đang một trong một cái xu hướng mạnh, nhưng để mua mà đuổi ở những cái mức giá cao như thế này thì của mình cũng nên thận trọng mua, nhưng mà mình cũng nên tham gia một cái số lượng tỷ trọng vốn vừa phải các anh chị nhé. Ngoài TCH ra thì có mã cổ phiếu tiềm năng mà có thể có điểm mà đang có điểm mua các anh chị nhé, đó là mã cổ phiếu Nam Long. Thì anh chị có thể mua được với mã này khi mà đang có cho điểm mua gần về vùng hỗ trợ. Vì vậy là với những cái mã cổ phiếu Nam Long thì hiện tại thì đang là một doanh nghiệp tốt và đang có những cái doanh thu tốt và có dự phóng từ giờ đến cuối năm doanh thu tiếp tục tăng và có sự tăng mạnh mẽ đột biến. Thì có một cái bài phân tích riêng về Nam Long ấy thì em cũng đã có chia sẻ ở trong nhóm cộng đồng nhà các anh chị nhé. Thì nếu như anh chị nào có quan tâm tìm hiểu thêm về Nam Long, về cơ bản về doanh nghiệp thì anh chị có thể tham gia cái nhóm room cộng đồng của Tuấn Tú. Anh chị quét mã QR để anh chị tham gia vào cộng đồng. Em thường có chia sẻ những cái bài phân tích nhận định về doanh nghiệp hay về các mã cổ phiếu trên nhóm cộng đồng các anh chị nhé. Thì với Nam Long thì hiện tại về kỹ thuật thì đang có sự chỉnh điều chỉnh về cái vùng hỗ trợ là vùng 40 40 đến 40.5. Vì vậy anh chị có thể mua được từ cái vùng này. Khi càng sát được vùng 40.5 thì càng tốt. Với những cái vùng hiện tại là 41.2 thì cũng đang tiến gần về sát về vùng hỗ trợ rồi. Anh chị có thể giải ngân mua từng phần một đối với mã cổ phiếu Nam Long các anh chị nhé. Nam Long đang cho thấy rằng là nó cũng đang hoàn thiện cái mô hình vai đầu vai, khi phía trên cũng đã tạo một cái vai rồi, đầu đây, đầu đã có rồi và tạo một cái vai thứ hai. Và rất có thể Nam Long sẽ về tiến sát về cái vùng hỗ trợ này rồi từ từ dần dần quay trở lên. Hiện tại thì Nam Long cũng đang có một cái mở ra khách sạn mà lực hút lên. Vì vậy sắp tới khả năng chỉ trong 1 đến 2 phiên nữa, 1 đến 2 phiên nữa là Nam Long sẽ có cái lực cầu nhảy vào bắt 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 điểm mua và Nam Long sẽ lấy quay quay trở lại sớm thôi anh chị nhé. Hiện tại thì với cái lực bán của Nam Long thì cũng đang yếu dần rồi. Lực bán của Nam Long yếu dần rồi và dần dần anh chị thấy là đang xuất hiện nhiều cái cây nến như rút chân hoặc là giảm nhẹ thôi anh chị nhé. Và cây nến này cũng là cây nến doji. Với trong cung tuần thì Nam Long trong trung hạn thì Nam Long vẫn đang là một cái trong một cái xu hướng uptrend trong trung và dài hạn các anh chị nhé. Target thì ở trong trung dài hạn thì còn rất xa. Trước tiên thì Nam Long sẽ quay trở lại, sẽ sớm quay trở lại và chinh phục lại cái vùng đỉnh cũ gần nhất anh chị nhé. Vùng đỉnh cũ gần nhất hiện tại đang là giá 45, quanh vùng giá 45. Rồi, một mã cổ phiếu mà cũng đang rất khỏe và gọi là một siêu cổ phiếu, cũng gọi là một siêu cổ phiếu trong cái ngành thép thì hiện tại là đang khỏe nhất thì vẫn là HSG anh chị nhé. Thật ra trong ngành thép ấy thì hiện tại thì nếu mà để nói là mạnh thì bây giờ là đang rất nhiều cổ phiếu mạnh
trong ngành thép như HPG, HSG, Nam Kim hay là VGS, rồi là kể cả những cái cổ phiếu như là HTN, HLT thì cũng là đang nhỏ nhưng mà trong ngành thép nhưng mà cũng là khỏe. Đấy. Nhưng mà để mà bây giờ để về so sánh các mã cổ phiếu trong ngành thép thì em đánh giá là HSG vẫn là cổ phiếu đang có sức mạnh khỏe nhất trong ngành các anh chị nhé. Thì HSG vẫn đang trong cái đà tăng tiếp, tăng mạnh anh chị nhé. Thì ở những cái phiên mà rung lắc mà giật xuống như này thì anh chị nên canh điểm mua dần, đặc biệt là với những cái cổ những anh chị mà đã có hàng thì anh chị nên giữ. Còn hiện tại thì HSG đang có khách sạn để có thể rung lắc chỉnh nhẹ một chút. Thì trong phiên ngày hôm nay thì HSG cũng có thời điểm nó đã chỉnh về cái vùng giá 24.6. Đấy, 24.6 thì cũng đã rút trên lên ngay. Thì trong phiên sắp tới thì HSG sẽ tiếp tục rung lắc và anh chị canh mua, có thể vẫn canh mua được ở cái vùng giá càng gần giá 24, nhưng mà từ giá 24 đến 24.5 thì càng tốt các anh chị nhé. Ở đây thì cũng có thể HSG cũng có thể chỉnh sâu hơn, đó là về vùng 23.5. Nhưng nếu mà về được 23.5 thì đẹp quá, đó là một cái điểm rất là đẹp. Nhưng với những cái mã cổ phiếu mà đang khỏe, đang mạnh như thế này, dòng tiền vào rất tốt và không hề thấy cái có cái lực bán ra mạnh, chốt lời trong ngắn hạn ấy, thì cái việc HSG mà chỉnh được về 23.5 ấy, nó sẽ là khó đấy, nó là sẽ khó. Cho nên những với anh chị mà muốn mua được HSG ấy, thì mình cũng phải chấp nhận ở cái vùng giá cao hơn một chút, đó là có thể canh ở cái vùng giá 24.5, 24.5 hoặc sát hơn, có thể quanh giá 24, từ 24.5 là mua được các anh chị nhé. Thì anh chị có thể giải ngân một cách dần dần được đối với mã cổ phiếu này. Hiện tại thì HSG cũng đang mới gọi là bứt ra khỏi đỉnh cũ thì cũng mới đi được một đoạn thôi, chưa phải là đi xa. Vì vậy với dữ liệu của HSG thì còn đi được xa nữa. HSG thì thường đang có những cái hưởng lợi cả về trong ngành tiêu thụ xuất khẩu, trong tiêu thụ nội địa thì cũng đang có được cái tăng tốt về tiêu thụ của tôn mạ, đã tăng lên hơn 50% lượng tiêu thụ, doanh thu dự phóng của HSG trong quý 3 và quý 4 cuối năm nay khả năng sẽ có một cái sự tăng đột rất là đột biến các anh chị nhé. Cả về xuất khẩu thì cũng đang được hưởng lợi. Một mã cổ phiếu nữa mà em muốn tư vấn cho các anh chị, giới thiệu đến các anh chị để các anh chị theo dõi, đó là một cái mã cổ phiếu mà hiện tại nó đang cho thấy là một cái mã cổ phiếu vừa là doanh nghiệp đang có những cái tín hiệu tốt, doanh nghiệp làm ăn rất là cũng 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 tương đối tốt và đang có tín hiệu của dòng tiền vào. Đó là cái mã cổ phiếu TNH anh chị nhé, ngành dược. Hiện tại thì cũng đang có một cái sự thấy rằng là cái dòng tiền đang vào cái ngành dược và một số những cái mã cổ phiếu trong ngành này đang có những cái tín hiệu của dòng tiền vào tốt và nó thể hiện rằng là doanh nghiệp em cũng có lọc cổ phiếu và xem những cái doanh nghiệp như là Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên các anh chị nhé. Thì doanh nghiệp này đang triển khai một số xây những cái bệnh bệnh viện mới và đang có một cái tiến độ rất là tốt và hoàn thiện rất nhanh chóng. Và lợi thế của doanh nghiệp này đó là cái dòng tiền rất là cô đặc và doanh nghiệp khá là minh bạch và đang có cái sự đầu tư mạnh mẽ trong ngành dược, ngành bệnh viện. Thì đây là một cái nhu cầu thiết yếu của ngành mà đang rất là cần. Thì phát triển ở những cái tỉnh như Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh thì đều đang xây dựng những cái bệnh viện lớn mà ngay nằm ngay giữa trung tâm với địa vị trí đẹp. Còn về doanh thu thì của ngành dược hay là ngành bệnh viện ấy, thì cái doanh thu bây giờ thì những cái ngành này thường là doanh thu là rất ổn định, đúng không? Anh chị thấy rằng là những cái ngành mà nó mang kinh 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 tế thị trường ấy thì nó theo những cái giá cả thị trường đấy. Nhưng mà với những cái ngành như là kinh doanh về dịch vụ bệnh viện này, chăm sóc sức khỏe này, chữa bệnh này, thì thường cái doanh thu họ rất là ổn định và có sự rất là ổn định bền vững trong nhiều năm. Đấy, và khi mà cái doanh thu nó ổn định như thế mà họ phát triển được cái hệ thống bệnh viện tốt mà đang trải rộng nhiều tỉnh thành ấy, hiện tại thì cũng đang phát triển dần,
thì cái doanh thu dự phóng trong từ giờ đến cuối năm nay đến sang năm sau là TNH sẽ có những cái doanh thu rất là tốt đột biến. Thì ở cái chu kỳ trước ấy, thì TNH cũng đã có những cái chu kỳ tăng mạnh vùng đỉnh lên vùng giá 36 rồi, sau đó cái chu kỳ đầu tư sau đó là vào một cái chu kỳ đầu tư mới, và hiện tại thì cũng đã hoàn thiện cái chu kỳ đầu tư mới và đi vào những cái bệnh viện mới để hoạt động. Thì sắp tới thì TNH sẽ có những cái doanh thu báo về trong những cái từ giờ đến cuối năm năm mới là doanh thu sẽ càng ngày càng phát triển tốt tốt hơn anh chị nhé. Thế còn về kỹ thuật thì hiện tại thì TNH cũng đang bắt đầu vào một cái xu hướng uptrend rồi anh chị nhé, và cũng đã xác nhận là vượt cản và bắt đầu vào xu hướng uptrend và đã liên dòng tiền đã nhảy vào mạnh. Anh chị thấy rằng là dòng tiền để vào ấy nó đã vào từ cái thời điểm 27 ngày 27 tháng 2 năm 24 cho đến nay, thì tức là ngày 27 tháng tháng 2 cho đến nay là tháng 6, tức là đã được 4 tháng rồi, là dòng tiền đã bắt đầu vào dần và đã bắt đầu đi tích lũy, xong đó là bật lên khi dòng tiền vào tiếp tục vào tăng tăng cao và nhiều hơn. Và thì cổ phiếu này đã bật tăng, nếu mà tính từ cái cây này thì đã tăng là 4 phiên, có 1 2 2 phiên trần, phiên hôm nay cũng gần trần. Nhưng mà để nói thì là đã đi xa chưa thì với TNH là chưa đi xa các anh chị nhé, nó mới đi từ chân chân sóng lên thôi, từ đáy lên thôi. Và hiện tại thì với TNH là đang mới chạm được cái target trong ngắn hạn, và đã ngày hôm nay thì cũng xác nhận là vượt được cái target trong ngắn hạn luôn. Khi vượt được target trong ngắn hạn này thì nó sẽ có những cái phiên gọi là rung lắc và test lại về cái vùng mà vừa mới vượt các anh chị nhé. Vì vậy với TNH anh chị có thể tham khảo và anh chị có thể tìm hiểu thêm về doanh nghiệp, tìm hiểu thêm doanh nghiệp. Còn về điểm mua thì anh chị có thể chờ TNH có những cái nhịp test lại, test lại có thể sẽ có những cái nhịp trong một vài phiên sắp tới sẽ test lại cái vùng giá 24.5 thì anh chị có thể tham gia được với TNH các anh chị nhé. Trong khung tuần thì cũng đang mới xác nhận là vượt 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 được cản thôi, vượt được cản trong khung tuần và nó mới bắt đầu gọi là vượt ra vùng tích lũy nền đáy lịch sử và bắt đầu đi vào cái xu hướng trên tăng trong trung và dài hạn. Vì vậy với cái mã cổ phiếu TNH này em đánh giá nó rất cao, em đánh giá nó cao và khả năng nó sẽ là một cái mã cổ phiếu siêu cổ phiếu có thể mang lại lợi nhuận rất cao, có thể từ 50 đến 100% các anh chị nhé. Vì đỉnh đỉnh cũ của nó là giá 36 36 mà bây giờ đang là giá 25 đúng không ạ? Giá 25 tức là lợi nhuận mà có thể tăng được nữa, nếu mà định tính ra thì phải là tính từ khi bắt đầu nó bứt ra khỏi khỏi nền, bứt ra khỏi nền đó là vùng giá 21. Nếu mà từ giá tính từ giá 21 mà lên đến 36 thì cũng đã là gần 100% đúng không ạ? Gần 100%. Như vậy là cái dư địa mà TNH sẽ vẫn còn lên, còn đi được rất xa anh chị nhé. Vì vậy với những cái mã đầu tư này, mã này anh chị vẫn có thể kỳ vọng là anh chị có thể trong tương lai có thể mang được lợi nhuận từ 50% đến 70% các anh chị nhé. Đó là những cái mã cổ phiếu mà em thấy là đang rất tiềm năng các anh chị nhé. Chúc một lần nữa em chúc các anh chị nhà đầu tư sẽ giao dịch thành công và hiệu quả đối với những cái mã cổ phiếu mà đang cho những cái tín hiệu tốt khi mà dòng tiền vào và đang ở kênh trên các anh chị nhé. Cảm ơn các anh chị và anh chị ủng hộ Tuấn Tú những lượt like, những lượt comment hình trái tim, những lượt chia sẻ, subscribe kênh, và những anh chị mà có đang cần người tư vấn một một và xây dựng danh mục đầu tư có thể liên hệ với Tuấn Tú qua số điện thoại ở trên các anh chị nhé, hoặc tham gia nhóm Zalo tư vấn miễn phí, trả lời những câu hỏi mà các anh chị đang thắc mắc anh chị nhé. Vâng, một lần nữa em xin chân thành cảm ơn các anh chị đã theo dõi hết cái clip nhận định thị trường và cổ phiếu tiềm năng lần này anh chị nhé, và xin chào các anh chị và hẹn gặp lại với anh chị vào những cái buổi lần sau ạ.